What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi mở hộp và đánh giá một bàn phím trong trong kênh hút những con bàn phím cao cấp. Thì đây là của hãng FL eSport đây. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đây là cái dòng mà có hình cái con rắn ở ngay đây đây. Cái dòng FL này thì nó phổ biến với những cái phân khúc khoảng tầm 2 triệu cho đến 5 triệu. Đây là những con bàn phím mà nó có chất lượng build phải nói là stock tốt nhất hiện đại. Ok, bây giờ mình sẽ cùng mở hộp và xem thử em này có những điểm gì ngon lành nha. Ok, let's go. Đầu tiên thì về cái vỏ hộp của em này nó khá là đơn giản thôi, không có màu mè gì luôn, chủ yếu là màu xám và màu đen kết hợp với nhau thôi. Mình cũng rất là thích cái kiểu đóng hộp như thế này, nhìn nó tuy đơn giản thôi nhưng mà nó cực kỳ là cao cấp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy là một cái miếng chắn bụi bằng nhựa. Đó, nhỏ nhắn có logo FL ở đây luôn. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím và phiên bản mình đang cầm trên tay đây là phiên bản màu hồng. Hồng đào nha các bạn. Đó. Đây là dòng bàn phím 68, tức là nó sẽ thuộc dạng nhỏ gọn, kiểu layout 60% đấy, khá là gọn gàng. Ok, ở phía bên trong này thì chúng ta sẽ còn có một cái sợi dây cáp type C nữa, to C đây. Đó, và có cả C to C luôn nha các bạn. Đấy, nó có cái cục chuyển đổi từ C to C sang A to C luôn. Đó, khá là ngon. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái cục nữa. Đâu để mình xem nào. Đây. Cục này là cái que để mình nhổ cây cáp và cũng như là nhổ switch luôn, hai trong một. Và còn một cái phụ kiện rất đặc biệt nữa không thể thiếu. Các bạn khi mở hộp thì nhớ kiểm tra cái này nha. Đây, đây chính là USB receiver. Thì như các bạn thấy thì nó bỏ rời ra ngoài như thế này, rất là dễ bị mất. Thì khi các bạn mở hộp các bạn nhớ kiểm tra kỹ nhé. Và đặc biệt là do con này nó không có cái chỗ nhét cái cục này vào trong phím cho nên là rất dễ bị lạc. Đây có lẽ là một cái điểm trừ đầu tiên của em này. Khi quay trở lại với bàn phím nhỏ gọn của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là dạng layout 68. Ngoài những cái dạng layout 60 cơ bản thì chúng ta sẽ được bonus thêm cái phím mũi tên ở đây và một cái hàng phím bốn phím này. Thì bốn phím này chúng ta cũng có thể dùng macro để chúng ta cài đặt lại các chức năng của bàn phím theo tùy thích của mình. Với những cái layout dị như thế này thì các bạn lưu ý khi mà mình muốn thay keycap thì chúng ta phải tìm những bộ keycap có hỗ trợ những cái dòng shift ngắn và những cái nút function một u ở dây đây, tức là nó thay vì 1,25 u như thế này thì chúng ta sẽ có những cái nút u một ngắn như này thôi, nó tương tự những nút ở phía trên này này và cũng như là những cái nút mũi tên đây. Về cái tông màu của cây cáp thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là dạng tông màu hồng đào. Nó sẽ là dạng màu hồng, màu trắng và màu hồng của nó sẽ là hơi đậm một chút. So với lại màu hồng phấn thì nó sẽ là hơi đậm. Về cái khung của em này thì sẽ là bằng nhựa hoàn toàn. Tuy nhiên thì như các bạn nhìn đây, khung của nó làm rất là dày và cực kỳ cứng luôn. Đây, nó không hề có sự cong vênh gì hết khi mà mình vặn. Cho dù đã dùng rất là nhiều lực nhưng nó không hề có sự cong vênh gì luôn. Đây là một trong những cái con bàn phím mà có chất lượng build dạng phải đứng là top hiện tại bây giờ. Về mặt sau của em này thì chúng ta sẽ nhìn thấy đó, đập vào mắt thì sẽ là cái logo FL được làm bằng kim loại luôn. Logo này nó sẽ được đánh bóng lên nhìn khá là đẹp. Đây, mình sẽ gỡ luôn. Khi mình gỡ ra thì nó đó, nó sẽ có một cái lớp băng keo ở đây để bảo vệ không bị xước, chảy xước cái tấm kim loại này. Cực kỳ đẹp luôn nha. Nó có cái dòng chữ đó là model FL680. Đấy, số series các kiểu. Rất là xịn. Ở dưới đây thì chúng ta sẽ có cái cần gạt để chuyển sang ba chế độ Bluetooth, Wireless và cũng như là dùng dây là ở giữa Wireless đây và Bluetooth bên này. Sẽ có hai cái layout sử dụng đó là Mac và Win. Cái này rất là tiện dụng cho những bạn nào sử dụng hệ điều hành macOS nhé. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có cái cần gạt chân. Rất ít những cái bàn phím mà dòng 60 mà hỗ trợ cho chúng ta cái gạt chân mà có hai nấc như thế này. Vậy là chúng ta có thể tùy chỉnh cái độ cao theo ý thích của mình. Mặc dù là cái độ nghiêng của nó cũng khá là ổn rồi. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có bốn cái miếng cao su. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ
xem cái bộ keycap của em này. Em này đang sử dụng đó là keycap PPT. Chuẩn này là chuẩn FSA, tức là nó dạng như là chuẩn FSA nhưng mà được tinh chỉnh một xíu cho nó phù hợp. Và cái này nó sẽ là nhựa PPT double shot nha các bạn. Đấy, nhựa PPT double shot thì rất là xịn rồi, không cần phải bàn cãi. Như thế này thì các bạn sẽ yên tâm là nó sẽ không bị bóng chữ theo thời gian, cũng như là sẽ không bao giờ bị bay màu chữ. Và với cái kiểu in double shot như thế này thì các cái ký tự của nó làm nó cũng rất là tinh xảo luôn. Nó cực kỳ sắc nét. Không như kiểu đai súp, thì đai súp thì có nhiều khi nó sẽ bị nhòe hoặc là bị lem. Tuy nhiên thì double shot thì nó sẽ cực kỳ là chính xác. Hiện tại con mình đang review đây thì là sử dụng Sweet Gateron Yellow. Và với cái Gateron Yellow này thì nó sẽ được lúp sẵn từ nhà máy rồi nha các bạn. Đây, để mình mở ra cho các bạn coi. Còn một cái xịn sò nữa của chiếc bàn phím này, đó chính là nó, cái mặt của nó hỗ trợ hot swap 5 chân. Đó. Đây là Gateron Pro Yellow. Và con Gateron này đã được lúp sẵn từ trên nhà máy rồi. Đó, như các bạn đã thấy thì cái con Gateron Yellow này đã được lúp sẵn rồi. Và nó lúp khá là mỏng, chứ không phải là lúp dày. Đó, giống như những cái thằng lúp sẵn từ nhà máy khác. Chính vì lượng lúp khá mỏng này cho nên là các bạn có thể yên tâm là nó sẽ không có bị theo kiểu bị chì. Đó. Lúp cả hai chân stem cũng hai cái chân trượt luôn nha các bạn. Đó, cái housing của nó thì cũng đã được lúp sẵn. Cho nên là cái con switch này nó cực kỳ là mượt luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nhìn rõ hơn về cái mặt của em này nhé. Đây, cái mặt của nó sẽ là hot swap 5 chân. Và với cái mặt như thế này thì các bạn yên tâm là các bạn có thể chơi được bất kỳ cái dòng switch nào. Tuy nhiên thì nó vẫn chỉ là mặt ngược nhé, không phải mặt xuôi. Đó, và nó sẽ phù hợp với những cái thằng mà chơi những cái bộ keycap OEM hoặc là SDA hoặc là SA trở lên. Đó, những cái bộ keycap cao, chứ còn Cherry thì khả năng nó sẽ bị cấn. Về cái những cái staff của em này thì cũng đã được lúp luôn rồi, và lúp rất là dày. Đây, để mình quay lại gần hơn cho các bạn xem. Lúp rất là dày luôn. Đó, mỡ rất là nhiều, nó bùi phun vào trong cái housing cũng như là cái chỗ tiếp xúc của thân wire. Đó, rất là nhiều. Cho nên các bạn là yên tâm là nó sẽ cực kỳ mượt. Và một cái đặc biệt nữa là cái wire của con này đã được cân rồi, tức là cái thanh ngang này. Đó, nó đã được thằng FL này nó cân chỉnh lại, cho nên là khi mình bấm thì nó sẽ không có nghe thấy tiếng lọc dọc. Cực kỳ là ngon luôn. Khi các bạn mua về là các bạn chỉ cái việc xài thôi, chứ không cần phải móc mic gì nữa. Và nếu như các bạn để ý thì các bạn có thể nhìn thấy ở phía dưới cái play thì nó sẽ có một cái tấm silicone nữa. Cái silicone này chính là cái mút đó, cái mút tiêu âm của play. Đó, rất là ngon. Nó dùng bằng silicone nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ sang một cái phần nữa, đó là các cái chế độ đèn led của em này. Và em này đang sử dụng hệ thống đèn led RGB 16,8 triệu màu nha các bạn. Keycap của con này thì nó sẽ là PPT double shot rất là dày. Tuy nhiên thì led của nó vẫn đủ sức để mà hắt ra xung quanh cái chân của nó, rất là khủng khiếp luôn. Mình rất ít khi thấy cái phím stock nào mà có cái độ sáng đèn led kinh khủng như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sang một cái phần ở đó là xem cái hiệu năng gõ của em này, cũng như là cái cảm giác khi sử dụng em Gateron Zero nhé.
Nếu như các bạn đã thấy thì sau khi mình gõ thì cái tiếng của nó nghe rất là đều và nó rất là mượt, không hề nghe tiếng lọc sọc luôn. Nhất là những cái phím mà có hỗ trợ Start như thế này thì do thằng FL nó đã được cân sẵn cho mình rồi. Đó. Cho nên khi mình bấm thì có cảm giác cực kỳ mượt và nó cũng không hề có sự lọc sọc luôn. Quả là một trong những cái con bàn phím stop mà mình thấy nó ok nhất từ trước đến giờ. Và riêng cái space này thì nghe của tiếng của nó sẽ là hơi đanh và to, do nó dùng dạng cái cáp là SA, cho nên là nó sẽ cái space của nó sẽ hơi rỗng và rất là to. Cho nên các bạn nào mà muốn đầm thì các bạn có thể móc thêm lót full amp vào trong space nhé, hoặc là thay bằng space cherry chẳng hạn thì nó sẽ đỡ nghe đanh hơn. Ok, như vậy là mình đã đi review sơ qua cho anh em về con bàn phím này. Và phải nói đây là một trong những con bàn phím nếu mà các bạn chỉ có việc mua về xài luôn thì không có mắc nít gì hết ấy, thì nó phải nói là cực kỳ ngon. Nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể thay đổi switch thôi, chứ còn nói mọi thứ của con này thì nó cực kỳ là ổn rồi. Về Start thì nó đã cân chỉnh sẵn, cho nên khi mình bấm thì nó sẽ không còn nghe thấy tiếng lọc sọc. Switch thì đã được lúp sẵn luôn và cực kỳ mượt. Về cái chế độ kết nối thì nó có sẵn cả chế độ kết nối dành cho Mac, dành cho Win, Bluetooth, Wireless, đầy đủ các chế độ ăn chơi. Về chất lượng build thì không phải bàn, nó là một trong những con mà có chất lượng build đứng top hiện tại trong những con bàn phím stock. Vậy với cái giá khoảng hơn 2 triệu để tậu được một em này về thì có đáng hay không? Cái đó thì còn tùy vào cái khả năng chi trả và cũng như là cái nhu cầu của mình là có cần phải móc lại nữa không, hay là mình mua về mình xài, mang đi làm luôn. Thì nó quả thực là một cái trải nghiệm rất là đáng giá. Nếu như mà các bạn muốn tham khảo cái link để mua hàng thì các bạn có thể xem ở dưới phần mô tả nhé. Còn nếu mà các bạn có ý kiến gì về chiếc bàn phím này hay hỏi thêm thông tin gì thì các bạn cứ comment nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like và ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Bye bye.